Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Mỹ chính thức đều rõ mõm cho Nga Một dự thảo luật đã được đệ trình lên Quốc hội Mỹ Trong đó nói rõ nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine Điều đó sẽ tương đương gây chiến với NATO Đã đến lúc cho gã đồ tể của nước Nga biết được Việc tống tiền hạt nhân không phải là trò chơi của trẻ con Tổng thống Zelensky cho hay phương Tây sẽ trư khử Putin nếu hắn dùng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Gậy ông đập lưng ông, Putin xâm lược Ukraine nhằm không cho NATO mở rộng. Tuy nhiên được biết, căn cứ NATO lần đầu tiên có thể xuất hiện trên đảo ở biển Baltic, vốn thuộc vùng phi quân sự hóa. Đoán xem, nó sẽ được xây dựng ở trên lãnh thổ của nước nào. Tiếp theo là một số tin vắng chiến sự đáng chú ý. Lực lượng phong vệ Ukraine đã ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga trên Kubiansk và Liman. Một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển Mariupol bị chiếm đóng, khiến ít nhất 4 sĩ quan Nga bị tiêu diệt. Sự việc được dư luận địa phương bàn tán sôi nổi. Đòn mới vào kinh tế Nga, Ukraine sẽ không còn cho phép nước xâm lược cung cấp khí đốt cho châu Âu cuối cùng là Nga cấm quan chức mạng iPhone đi họp chính phủ. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Molly xin được kính chào tái ngộ quý khán giả thân thương đang xem bản tin cập nhật diễn biến chiến tranh Nga-Ukraine của The Sikon Post. Thưa quý vị, từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược lên Ukraine, người ta đã sắp đếm không nổi số lần mà chế độ tội phạm của Putin đưa ra làn xanh đỏ với những đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân dẫu biết rằng thung rỗng thì thường kêu to chó sủa là chó không cắn tuy nhiên như một lẽ thường nếu hổ không gầm thì chó lại tưởng trường xanh vô chủ vì vậy mới đây một dự thảo luật đã được đệ trình lên quốc hội mỹ nhằm vô hiệu hóa làn xanh đỏ của putin trong đó nói rõ nếu nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào ukraine nó sẽ gây chiến với nato theo đó, dự thảo luật dựa trên lý lẽ rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ dẫn đến việc giải phóng bức xạ trên các khu vực rộng lớn ở châu Âu, nơi có các đồng minh NATO. Nếu Nga quyết định tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, điều này có nghĩa là Điện Kremlin sẽ tham gia vào cuộc chiến với NATO. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ dẫn đến việc giải phóng bức xạ vào các vùng lãnh thổ ở châu Âu, nơi có các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Dự thảo nghị quyết tương ứng tại Thượng viện Hoa Kỳ đã được đăng ký bởi đại diện của đảng Dân chủ Richard Blumenthal và đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Trong cuộc họp báo tại quốc hội, Thượng nghị sĩ Graham dẫn lời chủ nhân tòa bạch ốc Joe Biden gọi mối đe dọa thực sự của Viện Liên bang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo ông Thượng nghị sĩ Graham, mối đe dọa về cuộc tấn công hạt nhân từ Moscow hiện là cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng Caribe Đặc biệt, nó đã gia tăng do việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Cách tốt nhất để ngăn chặn Nga sử dụng vũ khí hạt nhân là giải thích cho người Nga về hậu quả của những hành động như vậy. Và thông điệp của chúng tôi với những người xung quanh Putin là nếu các người dám làm điều này, nếu các người tuân theo mệnh lệnh của nhà độc tài Putin, về việc dùng vũ khí hạt nhân tấn công Ukraine, thì các người sẽ chẳng thấy gì khác ngoài một phản ứng mạnh mẽ từ NATO, có thể dẫn tới một cuộc đối đầu quân sự trực diện và đoán xem ai sẽ thắng, thượng nghị sĩ nhấn mạnh. Và thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan, chưa cần đến đối đầu quân sự trực tiếp với NATO, thì đã đến lúc cho gã đồ tệ của nước Nga biết được việc tống tiền hạt nhân không phải là trò chơi của trẻ con trong đó ông ta có thể nói về mối đe dọa này bất cứ khi nào thích. Theo đó, Putin sẽ bị cộng đồng quốc tế loại bỏ nếu ông không ngừng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC. Tôi tin rằng nếu ông ta ngừng đe dọa thế giới bằng vũ khí hạt nhân, tôi chắc chắn rằng thế giới biết cách tước đoạn mạng sống của ông ta, Tổng thống Ukraine nói. Ông Zelensky nói thêm rằng, nếu Putin nhận thức được mối đe dọa như vậy thì ông ta sẽ cẩn trọng trong các phát biểu của mình. Theo tổng thống Ukraine, việc sử dụng vũ khí hạt nhân đe dọa không chỉ Ukraine mà cả thế giới. Tổng thống Zelensky gọi việc chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật đến lãnh thổ Belarus là một quyết định chính trị và truyền thông. Ông lưu ý rằng, ông không coi Putin sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân, bởi vì ông ta yêu cuộc sống độc tài của mình. Nhưng tôi không muốn nghe một người đàn ông sống ở thế kỷ 21 lãi nhãi mãi bên tai về việc sử dụng vũ khí hủy diệt khi thất bại trong cuộc chiến toàn diện chống lại người hàng xóm của mình. Zelensky nói thêm, điếc không sợ súng, Vladimir Putin tiếp tục đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Tại phiên họp toàn thể của diễn đàn chính trị Nga, Spiav, ông ta hứa sẽ sử dụng nó trong trường hợp có mối đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền hoặc sự tồn tại của Nga. Đồng thời, Tổng thống Liên bang Nga nói rằng ông có động thái tiêu cực đối với ý tưởng sử dụng vũ khí như vậy. Vũ khí hạt nhân được tạo ra để bảo đảm an ninh của chúng ta theo nghĩa rộng nhất của từ này và sự tồn tại của nhà nước Nga. Nhưng chúng tôi, thứ nhất, không có nhu cầu như vậy. Và thứ hai, thực tế lập luận về chủ đề này đã hạ thấp khả năng hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí. Ông Putin nói. Putin cũng lưu ý rằng các vụ tấn công hạt nhân đầu tiên đã được chuyển giao cho Belarus. Theo ông, quá trình này sẽ được hoàn thành trước cuối năm nay. Ông nhấn mạnh rằng đây là một yếu tố răng đè. Thưa quý vị, cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine được lấy cái cớ là ngăn NATO mở rộng về phía Tây, ngày nay đã phản tác dụng một cách hoàn hảo. Không chỉ đánh thức một liên minh Bắc Đại Tây Dương đang ngủ say, mở rộng đường biên giới của liên minh với Nga qua sự gia nhập vào Phần Lan, mà còn mang các căn cứ quân sự của NATO đến gần Nga hơn. Theo đó, tờ Political viết, căn cứ NATO lần đầu tiên có thể xuất hiện trên đảo ở biển Baltic khi Phần Lan có thể xem xét lại thỏa thuận phi quân sự hóa quần đảo Åland liên quan đến việc thay đổi chính phủ, gia nhập NATO và cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Các hòn đảo nằm trên các tuyến đường chiến lược quan trọng của biển Baltic trong suốt lịch sử đã thu hút sự chú ý của các quốc gia lân cận. Kể từ năm 1856, lãnh thổ này đã có tình trạng phi quân sự, được xác nhận bởi một số thỏa thuận. Tuy nhiên, một số chính trị gia Phần Lan muốn từ bỏ cách tiếp cận này vì họ lo ngại rằng chính phủ Nga 16 tháng sau cuộc tấn công vào Ukraine có thể chuyển sự chú ý sang quần đảo Orland không phòng thủ. Đối với chính phủ mới của Phần Lan, ông Petri Orpo, theo đường lối trung hữu đứng đầu Câu hỏi về tình trạng của quần đảo này trước sự gây hấn ngày càng tăng của Nga đang trở thành ưu tiên trong chính sách an ninh, tờ báo viết. Ông Oppo từ chối bình luận về khả năng phi quân sự hóa quần đảo Orlen, nhưng các thành viên của đảng Liên minh Quốc gia mà ông lãnh đạo đã đặt câu hỏi về hiện trạng. Cựu giám đốc tin báo Phần Lan, Thiếu tướng Pekka Toveri, người được bầu vào Quốc hội hồi tháng 4, cho biết việc phi quân sự hóa khu vực này phải dừng lại. Ông nói, Điều này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng phản ứng hơn nếu cần thiết, cũng như tăng cường sự an toàn cho người dân Allen và những người khác nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. Suy nghĩ tương tự được chia sẻ bởi cựu chỉ huy lực lượng phòng vệ, hiện là thành viên quốc hội, Jomo Molinberg, người tin rằng tư cách thành viên NATO và chính sách hiếu chiến của Nga có thể đặt câu hỏi về tình trạng hòa bình của quần đảo. Các nhà chức trách Phần Lan cũng đang thu hút sự chú ý đến cách tiếp cận ngược lại của Thụy Điển đối với an ninh của hòn đảo Gotland ở giữa biển Baltic. Gần đây, một trung đoàn quân đội mới và một đội xe tăng hiện đại đã được triển khai ở đó, cũng như các khu vực diễu hành đã được xây dựng ngoài khơi bờ biển phía Tây. Trên quần đảo Orland, bất kỳ sự hiện diện quân sự nào đều bị cấm, bao gồm cả việc tuần tra và huấn luyện binh lính. Các nước NATO, bao gồm Estonia, Latvia và Litva, có quyền tiếp cận biển Baltic, cũng như Nga ở St. Petersburg và Kaliningrad, nơi có một căn cứ hải quân lớn. Như trong trường hợp của Gotland, Quyền kiểm soát quần đảo Ireland được coi là chìa khóa để thiết lập ưu thế quân sự trên biển. Chiến lược phòng thủ nghịch lý hiện tại của Phần Lan liên quan đến quần đảo Ireland cũng không phù hợp với mong muốn của người dân. Theo một cuộc thăm dò được công bố cách đây khoảng một năm, 58% người Phần Lan cho biết họ ủng hộ sự hiện diện của quân đội tại quần đảo này, 16% phản đối, 28% bỏ phiếu trắng. Tiếp theo là một số tin vắn chiến sự đáng chú ý. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga trên Kubiansk và Liman. Những nỗ lực của quân đội Nga nhằm kéo giãn lực lượng Ukraine ở mặt trận đã thất bại. Cuộc tấn công của quân xâm lược vào Kubiansk và Liman bị xa lầy. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malia tuyên bố vào sáng 23 tháng 6. Đêm hôm trước, bà nói rằng những trận chiến khốc liệt nhất hiện đang diễn ra theo hướng Limansky ở đó, người Nga đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực Dibrova, khu lâm nghiệp Serebryansky và Grigoryevk, nhưng đều thất bại. Cần lưu ý rằng, theo các chuyên gia quân sự, người Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn gần Liman và Kupyansk, bao gồm cả mục đích kéo Ukraine, lực lượng đang xé nát hai bên sườn của quân Nga ra khỏi bóng mút. Nhìn chung, đó là một nỗ lực nhằm kéo giãn các lực lượng Ukraine dọc theo một mặt trận rộng lớn nhằm làm thất bại cuộc phản công. Nổ mạnh ở Mariupol, ít nhất 4 sĩ quan Nga bị tiêu diệt. Sáng sớm thứ Sáu ngày 23 tháng 6, một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển Mariupol bị chiếm đóng. Sự việc được dư luận địa phương bàn tán sôi nổi. Thông tin cũng được xác nhận bởi cố vấn của thị trưởng Mariupol. Peter Andriushenko đề cập đến phong trào đảng phái đối lập Mariupol. Cho buổi sáng, Mariupol đang liên lạc kháng chiến Mariupol báo cáo về việc tiêu diệt ít nhất 4 sĩ quan chiếm đóng. Cô vấn nói, ông làm rõ rằng quân đội Nga đã bị nổ tung trong một ngôi nhà riêng ở quận Primorsky của thành phố, cách cảng biển không xa. Người dân địa phương báo cáo trước công chúng rằng sau vụ nổ, xe cứu thương và lính cứu hỏa bắt đầu lái xe quanh thành phố. Các chi tiết về những gì đã xảy ra vẫn chưa được biết. Đánh giá theo đoạn phim từ hiện trường, ngôi nhà đã bị nổ tung, sau đó đống đổ nát bị thiêu rụi đòn mới vào kinh tế Nga, Ukraine sẽ không còn cho phép nước xâm lược cung cấp khí đốt cho châu Âu. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galuchenko nói với các phóng viên rằng Kiev sẽ ngừng hoàn toàn việc vận chuyển khí đốt từ Liên bang Nga sang châu Âu vào cuối năm nay, Financial Times đưa tin. Ông Galuchenko tập trung vào thực tế là Kiev đã đưa ra quyết định dứt khoát không gia hạn hợp đồng với công ty độc quyền khí đốt Gazprom của Nga để vào cuối năm 2024, việc bơm nhiên liệu tới các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu thông qua lãnh thổ của Ukraine sẽ hoàn toàn dừng lại. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang chuẩn bị hệ thống vận chuyển khí đốt của mình để chấm dứt nguồn cung cấp. Quan chức Ukraine nói, được biết, thỏa thuận giữa Naftogaz của Ukraine và Gazprom của Nga đã được ký kết vào năm 2019. Theo các điều khoản của nó, người Nga phải cung cấp 40 tỷ mét khối khí đốt từ năm 2022 đến năm 2024 trên thực tế, hiện tại, khối lượng cung cấp từ Liên bang Nga là khoảng 12 tỷ mét khối mỗi năm. Kiev hiện đang cáo buộc Moscow và trả thiếu tiền vận chuyển khí đốt. Và kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là một diễn biến ngộ nghĩnh ở đất nước Nga thưa quý vị. Theo đó, The Second Post được biết rằng, việc vào phòng họp chính phủ với iPhone và các thiết bị khác của Apple đã bị cấm ở xứ sở vodka. Quy tắc mới áp dụng cho tất cả các phó thủ tướng, bộ trưởng và các quan chức khác khi tham gia các cuộc họp. Các nhân viên chính phủ cũng đã nhận được một lệnh bằng văn bản, theo đó việc sử dụng iPhone tại nơi làm việc hiện bị cấm. Đáng chú ý, lệnh cấm được ban hành với lo ngại về bảo mật thông tin và nghe lén, nhưng lại khuyến khích sử dụng thiết bị Android. Được biết, lệnh được đưa ra bởi người đứng đầu nội các Bộ trưởng Dmitry Grigorenko. Thông tin đã được xác nhận một phần bởi dịch vụ báo chí của chính phủ. Các quan chức tuân thủ các biện pháp an ninh khi làm việc với thông tin chính thức, bao gồm cả thông tin liên lạc Đại diện của nội các bộ trưởng nói với TASS, thông lệ cấm điện thoại trong các cuộc họp của chính phủ đã có từ 15 năm trước. FSO giới thiệu nó vào năm 2008, khi nguyên thủ quốc gia Vladimir Putin tạm thời chuyển sang ghế thủ tướng. Vào thời điểm đó, tất cả những người tham gia cuộc họp của chính phủ, kể cả các phó thủ tướng và bộ trưởng, đều phải giao nộp cả iPhone và bất kỳ điện thoại nào khác. Tuy nhiên, lệnh cấm đã được dỡ bỏ vài tháng sau. Vào đầu tháng 6 năm 2023, FSB thông báo rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cài phần mềm gián điệp vào vài nghìn điện thoại Apple. Với sự trợ giúp của chúng, họ đã thực hiện các hành động tình báo ở Nga. Trước đó, vào tháng 3, các nhân viên của chính quyền tổng thống đã bị cấm sử dụng iPhone. Comerson viết, trích dẫn một số nguồn thông tin đầy đủ. Tất cả các thiết bị của Apple, hoặc vứt nó đi, hoặc đưa nó cho trẻ em, mọi người sẽ phải làm điều này vào tháng 3, nguồn tin cho biết. Điện Kremlin cảm thấy rằng các thiết bị của Mỹ dễ bị cơ quan tình báo phương Tây tấn công và gián điệp hơn. Thay vì iPhone, các nhân viên điện Kremlin được khuyến nghị sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android, các đối tác Trung Quốc hoặc hệ điều hành Aurora của Nga. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi đến cuối bản tin. Molly xin được kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, share cũng như đăng ký kênh molly xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo